Ok anh em, và bây giờ chúng ta cùng trở lại với part thứ hai để tiếp tục cùng sẽ nãy là Khải như là xong một, đúng rồi, hôm nay là đến thứ ba năm ơi, đúng rồi, tám một mấy chục triệu vui đông đông năm ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ trở lại với part thứ hai để mở tiếp tục rương hiệp rương bảo rương trong bảo. Cái này là mất giả tạo như là nhớ không làm là 3k hay 4k đó sẽ ra bảo rương này nha anh em. Và anh Tùng đang sở hữu là gần 400 rương. Thì Khải là người đang mở giùm thay cho anh em trong bang xem nha. Hiện tại rương này sẽ ra Định Quốc, Đăng Bang, Như Tình và Hiệp Cốt nha anh em. Khui này. Nhận áo. Áo này áo Định Quốc rồi. Mua ở đâu? Mua áo nữa. Trời. Ui, ngon. Ui. Bốn áo này. Ui. Định Quốc. Áo tôi này ngon nè. 48 Hiệp Cốt. 48 ngon. 42 đủ sao toàn Hiệp Cốt này. 40 đủ. 40 bỏ luôn. Trời ơi. Trời ơi, toàn Hiệp Cốt không vậy? 45 bỏ luôn. Không có áo Như Tình nào luôn. Được cái. Ồ, cái hàng 4 này. Ủa, cái này được đây, được. Hơn 80 triệu anh em ơi. Hơn 80 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. 15 mình quá. Ủa, phòng thủ mình. Hơn 80 triệu Việt Nam đồng anh em. Gồm 400 rương anh em à. Hiện tại đang sở hữu là 8 mặt cao anh em ơi. 8 mặt cao nha anh em. 8 mặt cao giữ rương. Đây là bát thứ hai rồi anh em ơi, anh em đang xem đừng quên đỡ lại follow ủng hộ anh em ơi. Hiện tại Khải vừa like trên mạng tốt tốt luôn anh em nào mà có xem có chơi tốt tốt thì đừng quên ghé qua tốt tốt cho Khải một follow ủng hộ chơi anh em ơi. Rồi được thêm một cái đồ hot như là một nhọc bội kháng cả 4 kháng băng 29 rồi năm Hiệp Cốt này kèm với cái Nhu Tình này 15 thì minh quá cũng tương đối thì không được đẹp lắm. Rồi Khải cóc mắt này vô tiếp tục mới cho em xem qua phần tường đứng này nè mà làm ba cái áo trên đây chương trình hàng bang nè mơ ra chương trình hàng bang là thu tiền. Ui, áo. Ồ, ngọc bội Hiệp Cốt được. Được nó với chuyện băng nào. Nhẫn. Chuyện. Mong sao mà cái đó nó ra băng là đẹp anh em ơi. Định Quốc. Hiệp Cốt. Áo. Dây chuyền, bỏ dây chuyền trước nè. Nhu Tình. Nhu Tình. Nhu Tình băng đâu? Nhu Tình đậu xanh. Cốt. Cánh cả ba. Ok. Một Hiệp Cốt 45. 43. 39, độ 39 192. Ôi, cái giày này ngon nè. 39 192 máu luôn em ơi. Được, giờ đang được. 39 192 máu. Thật. Rồi, Tuấn ơi, bạn khấn cho tôi cái. Mày tay bạn góc không biết ở đâu chưa? Chụp em ơi. Phi lắm rồi. Hiện tại là được hai cái Hiệp Cốt em ơi. Và Mỹ thì chó nó đập được hai Hiệp Cốt. Ông nhà này có một đấy, vô ma tẩy ngọc khấu nè. Một phát ăn luôn nè. Ok bạn ơi, phát một thôi. Một phát ăn luôn giả lại bị kíp cho anh nào. Ok anh ơi, một phát ăn liền. Rồi, chuẩn bị khui này. Thịt, thứ nhất, thiếu thiên thạch. Rồi, tiếp tục chương trình khui rương ở vách 2 anh em ơi. Một nhẫn. Ờ, cái này là hiện tại đang ở mấy chỗ S8, S9 vừa chính thức gộp nhau anh em ơi. Gộp lại nha anh em. Khui. Nhẫn. Nhẫn. Dây chuyền, nhẫn, dây chuyền. Trời đủ toàn dây chuyền không vậy? Dây chuyền nè, có phôi đỡ ép dây chuyền cấp 5 rồi em ơi. Có phôi ép dây chuyền cấp 5 rồi. Tiếp tục. Hello anh em mới vô nha, hello mọi người nha. Kính chúc anh em buổi tối xem live dễ cũng như là xem video vui vẻ. Đừng quên đỡ lại cho Khải một follow ủng hộ chơi nè. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh like chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi. Đại Khải mở 400 rương lận em ơi. Anh mong mày lên lắm anh mong mày lên lắm để một áo này cho
Gần 200 anh em đang xem cho Khải một like em ơi. Gần 200 anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi em ơi. Hello anh em mới vô. Hello Thượng Võ, hello Hồ Quang Nhật nha. Hello Phan Quang 688, hello Hồ Quang Nhật. Hello Johnny Phạm, anh em mới vô cho Khải một follow anh em ơi. Anh em cho Khải một follow em ơi. Một follow tiếp tục mở rương em ơi. Một follow tiếp tục mở rương em ơi. Dày đình quốc nè. Anh em có thể từ YouTube qua top top link ghi bên dưới cho Khải một follow top top nha nè. À, áo đây để em mở nha. Áo sao nãy chưa có áo đường quốc luôn nè. Kéo thì cái đường chuyển rồi. Không có chuyện bạn. 45. 50, áo 50. Đây, bạn lại được một cái hiệp cốt 50 nữa rồi. 50. Ngon ngon ngon. Áo 50. Hai cái hiệp cái này. Không hiệp cốt giờ rẻ. Thì nó mang nó yêu cầu đẳng cấp 85 cơ. Tuấn ơi, con này mẹ cấp 1 làm sao thải được, nhìn nó vẫn đỏ đấy. Đừng quăng. Anh Tùng vừa anh Tùng tạo gì đó. Ơ thì anh tạo để anh chứa thôi mà. Này hay bốn bốn. Hello Lâm Trần, hello anh em mới vô nha. Rồi ok, tiếp tục ai khác nha Nam. Tiếp tục ai khác nha Nam ơi. Bắt hai chúng ta vẫn còn dài, anh em cùng nhau đỡ lại cho Khải một follow, một like chia sẻ ủng hộ chơi Nam ơi. Một con bé. Hello anh em mới vô nha, hello người nha. Trời ơi. Ba Duy vậy đưa anh lại hai viên. Anh Tùng. Vậy là chỉ ăn được ba viên đúng không? 400 dương dữ à. Là tiếp tục em ơi. Chi Khải của ai cái này thì có thể chia ra là 20 clip. Tiếp tục em ơi. Rồi ok, tiếp tục chương trình của chúng ta. Lên. Lên. Xoay quá rồi, phi quá rồi. Nhấn. Mở căng đi. Nhấn. Chúng ta di chuyển á. Nhấn. Đúng rồi, tốt tốt qua bên này ăn được lại huyền chân đơn em ơi. Lúc thêm 3 cục nữa ra đi. Dây chuyền. Có đi cuốc kìa, có đi cuốc kìa. Nhấn. Nhận cái bên kìa. Áo kia là áo đi cuốc. Áo kia là đi cuốc cả bộ rồi em ạ. Ôi, hiệp cốt. Cốt. Nãy giờ hiệp cốt luôn á. Ôi, 24 nữa, quá đẹp. 24. 24 là 3 cái nữa, 3 cái ngọc bội 24 rồi. Ba cái nhảy. Ba cái rồi, ba cái rồi. Ba cái 24 rồi. Mệt đau quá. Quá đẹp anh em ơi. Bố giờ ông Khải ông còn đang quá mà chứ. Rồi đây. Cũng cơ đây. 4 phát. Thế thôi, con trả lại anh đi. Rồi, ok. Trả lại anh đi. Cường bóc phát á, có một phát à, một phát lên à. Rồi, ok, được một team cái ngọc bòi 24 này em ơi, mấy cái này có giá trị này em ơi. Rồi. Nó xạo quá, nó đọc có một cái à anh ơi. Hậu Giang Bắc, Hậu Giang Bắc. Em nhìn làm biết. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Ở bát thứ hai này anh em cùng nhau đó làm like share hội chơi tiếp tục khu rương anh em ơi. Rồi, tiếp tục anh em ơi, tiếp tục nè. Cái cục từ từ Khải cắt chỗ này đây. Có phần khác này, tiếp tục này. Nhấn. Nhấn. Dây đỉnh quốc. Dây chuyền. Hút nó hút. Là một dây chuyền ăn ban ơi, bao tay. Đâu vậy anh em? Áo nè. Bắt đầu chuyển nhau. Ok, vào tay này, làm cái 50 này. Làm cái 50 này. Ừ, chưa có món ăn ban rồi luôn anh em ơi. Anh em đang xem cùng nhau, follow cùng nhau, ủng hộ Khải một like để tiếp tục ra số đô này. Rút một cái lát ra tới đâu? 45. 45, 45, 558, ok này. Alo, con này có trên 500 triệu điểm kinh nghiệm là lần. Ai trời, 49 anh em, thêm một móc nữa được rồi. Cây cường dương nha bố. 43. Cái con giả tẩu á. Cái công giả tẩu của Tân Dương. Đủ không ăn ban em ơi. Không, rồi nó, ok. Nó ngay cửa nhà mua. Tiếp tục này. Đây đây giống như giả tẩu á. Nó đó. Anh Minh ấy cái gì anh em? Đây là act thứ 2 nữa mà. Act thứ 2 là sắp tới là gần gần 80 rương rồi á. 80 rương nó là 160 em ơi. Này hết cái này nó là 80 rương là 160 rương rồi em ơi. Chúng ta chương trình chúng ta còn đến 400 rương lận là còn hơn 240 rương nữa em. Rồi 240 rương nữa anh em đang xem live thì cùng nhau đổ lại chương trình ở 400 rương này một like chia sẻ hội chơi anh em ơi. Like chia sẻ hội chơi anh em ơi. Cái này. Cái quyển bắt đầu truyền công. Đập đi Tùng. Nhấn này. Bỏ đập luôn đi. Đây này. Hôm nay rằng lên rồi. Qua 12 giờ giờ mới đập. Áo này. Bắt đầu truyền công thuật rồi cái gì anh ạ? Một nhấn nó ngồi em ba, ngồi em ba. Dạ anh cái tỏ gì mà huy chương đơn á. Ngọc một ngọc bội anh ba. Bao nhiêu đem ơi? Rồi, cái nhọc bội luôn kìa. Nhưng mà 28. Cũng được đấy mà. Cũng được. Đẹp
Được, tiếp tục. Đồng vàng em ơi, 1.000 vàng. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. 27. Ok. 27. Được rồi. Tí nữa nó ra cái dây chuyền, mày báo anh hạ 30 nhá. À 20 nhá. Có lý chứ. 47. Nhận không có nhận không? Ok anh em ơi. Rồi. Ở cái tool này bắt hai này đẹp quá anh em ơi. Ra ngọc bội ông ba anh em ơi. Quá đẹp, ngọc bội ông ba này cũng được 10 kim. 10 kim cho đến 15 kim này khoảng tầm 700 nghìn cho đến 1 triệu anh em ơi. Cũng được anh em à. Quá đẹp. Nón đỉnh quắc này cũng được hơn 10 kim. Nón đỉnh quắc này cũng được hơn 10 kim. Thu về cũng được 600 nghìn cho đến 700 nghìn. Ok rồi, ok rồi. Mấy cái món ngọc bội hiệp cốt nhu tình lúc nãy cũng có giá lắm anh em ơi. Một món cũng 300 nghìn đó anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi cái chỗ tổng nữa chọn Huyền Chân Đơn nha ông nội. Rồi đang bao ngọc bội, cố gắng răng ra kiếm gia truyền anh em ơi. Cố gắng kiếm gia truyền anh em ơi. Cố gắng kiếm gia truyền anh em ơi. Anh em đang xem bát 2 này đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Bát 2 này cũng khá ok, tiếp tục này. Tiếp tục áo anh em ơi. Ngọc bội ăn băng rẻ nhất Thái Nguyễn ơi. Gia truyền nhẫn rồi này nọ nó mới đắt. Đây. Nhẫn. Gia truyền ăn băng ơi. Ô, à nhục tịch. 47 này, 47 hiệp cốt cũng được 2 3 cái rồi. Đủ 79 980 được rồi. Rồi ok. Hiện tại đã xong 2 rương em ơi, 2 rương thì 4 ảo chứ. 4 ảo thì cứ mỗi rương là 15 15 30. Là một rương là cứ một ạc là 45 rương. Thì phải mở cái bát 2 này cũng được gần 90 rương rồi. 90 rương thì thu về cũng đồn khá là nhiều anh em ơi. Lần này được thêm ngọc bội ăn 3 anh em ơi. Bội ăn 3 thì ngọc bội này bèo lắm cũng được hơn 1 triệu anh em ơi. Theo phải nghĩ thì hên xui lá dưới bông ơi. Nếu mà ra cho chuyện ăn 3 này nọ thì thu hồi nó sẽ khá là nhanh anh em ơi. Rồi. Đỡ đầu tư hơn 80 triệu thì thu được những gì thì chúng ta cùng tiếp tục chờ đợi video bát thứ 3 anh em ơi. Và bát thứ 3 Khải sẽ tiếp tục lóc ạc. Sau anh em xem nha, anh em xem tiếp tục đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Like chia sẻ ủng hộ mạnh và cũng như là kích vào link bên dưới ủng hộ kênh TikTok Khải không một follow anh em ơi. Rồi.